xưa thật nghe hồn nhiên, là tôi mộng mơ thần tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lâng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên, là tôi mong mơ thần tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lâng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Là tôi mộng mơ thần tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phượng rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lâng, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui.
Xin được đồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu và anh chị em công nhân đại diện cho hơn 300.000 công nhân viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh đang có mặt tại 3 điểm cầu truyền hình tham dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Kính thưa quý vị, chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được thực hiện tại 3 điểm cầu, trong đó điểm cầu chính tại trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và 2 điểm cầu tại thị xã Bỉm Sơn và trung tâm hội nghị huyện Quan Hóa. Và chương trình của chúng tôi cũng đã được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, các hạ tầng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, cũng như được livestream trực tuyến trên fanpage của Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tết Sum Vầy được Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ năm 2014 và đã huy động được nguồn lực không nhỏ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, người sử dụng lao động để cùng với tổ chức công đoàn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm nay được tổ chức với mong muốn huy động thêm nữa nhiều nguồn lực để động viên khích lệ người lao động làm việc với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, gắn bó lâu dài với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và đến tham dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024 ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh, các đồng chí thường trực Ban Thường vụ, cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó là đại diện chủ sử dụng lao động, Chủ tịch công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành cùng chương trình và đại diện các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ làm nhà và nhận quà Tết trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây, chúng tôi xin phép được kết nối với điểm cầu xa nhất trong sự kiện ngày hôm nay. Đó là điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị huyện Quan Hóa, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ MC Lê Dung. Vâng, xin được cảm ơn MC Quang Chiến. Thưa quý vị, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị huyện Quan Hóa ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quan Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Kính thưa quý vị, tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Hóa, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quan Hóa. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động và hơn 300 đoàn viên, người lao động đại diện cho 8 huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Xin được kính chúc tất cả quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với MC Thanh Tâm tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn.
Xin được cảm ơn MC Lê Dung. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây, tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, chúng tôi vui mừng được chào đón sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Xin được giới thiệu tới quý vị đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Cũng xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn thị xã và gần 300 đoàn viên đại diện cho công nhân người lao động đến từ 6 huyện phía Bắc của tỉnh cũng đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Xin được chào đón toàn thể quý vị. Và thay mặt cho các vị đại biểu, quý vị khách mời tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, chúng tôi xin được gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu đang tham dự và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin được nhường lời cho MC Thủy Dung và MC Quang Chiến tại điểm cầu chính. Vâng, xin được cảm ơn MC Thanh Tâm. Kính thưa quý vị, năm 2023 vừa qua, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào công nhân viên chức lao động. Hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Và để hiểu rõ hơn về những hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động tỉnh trong năm qua, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một clip. Năm 2023 là năm Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, là năm bắt đầu một nhiệm kỳ mới, tập trung thực hiện các khâu đột phá nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Với tinh thần đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và các cấp công đoàn cơ sở đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Thanh Hóa kết nạp mới 112.466 đoàn viên, đạt 224,9%, thành lập được 498 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, đạt 166%. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tổng công nhân viên chức lao động là 349.916 người, tăng 7.483 người so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số đoàn viên công đoàn là 342.149 người, tăng 16.603 đoàn viên so với năm 2022. Tổng số công đoàn cơ sở là 3.739 đơn vị, tăng 39 đơn vị so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, tiến hành ký kết bản thỏa thuận hợp tác với 112 đối tác tham gia chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động. Kết quả có 65.288 lượt đoàn viên người lao động được hưởng thụ với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ đoàn viên công nhân viên chức lao động Công đoàn Thanh Hóa đã hỗ trợ số tiền 13,924 tỷ đồng cho 5.906 lượt đoàn viên, duy trì hiệu quả 1,92 tỷ đồng thuộc nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên người lao động. Chương trình mái ấm công đoàn đã xét hỗ trợ sửa chữa 13 nhà và làm mới 101 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Tết Nguyên đán năm 2023 chi hỗ trợ hơn 219 tỷ đồng cho 271.816 lượt đoàn viên người lao động. Hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Thanh Hóa có 30.257 sáng kiến của đoàn viên người lao động được ghi nhận, đứng nhì toàn quốc. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, Công đoàn Thanh Hóa dẫn đầu cả nước trong cả hai giai đoạn. Toàn tỉnh đã thành lập được 3.595 tổ hỗ trợ sáng kiến, giúp đỡ hơn 300.000 đoàn viên tham gia với tổng số trên 600.000 lượt sáng kiến, vượt 514,6% kế hoạch, làm lợi cho các cơ quan doanh nghiệp trị giá hơn 584 tỷ đồng. Thì với cái công suất từ 500 đến 550 tấn đường luyện trên ngày,
thì đối với cái nhà máy đường đang sản xuất như vậy thì cái khả năng và cái lượng tiêu thụ về điện năng, về năng lượng là nó rất là lớn. Khi mà để có cái ý tưởng làm sao để chúng ta có thể sử dụng hiệu quả được các cái nguồn năng lượng tích cực thì chúng tôi cùng các cộng sự đã nghiên cứu và đưa ra cái giải pháp sử dụng được các cái nguồn nhiệt thấp kết hợp tự động hóa. Và sau khi vụ F 2019-20 thì chúng tôi đã đưa vào vận hành và nó đáp ứng được hoàn toàn các cái giá trị và các cái yêu cầu đặc thù của quá trình sản xuất. Đến nay nó đem lại hiệu quả tương đối tốt. Để phát huy được những cái kết quả đạt được trong cái phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công đoàn chủ động xây dựng cái kế hoạch và phát động thi đua, tuyên truyền đến toàn bộ đoàn viên là hăng hái mà đăng ký cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa sản xuất. Thứ hai là chú trọng cái công tác biểu dương khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho đoàn viên hăng say thi đua lao động sản xuất. Từ đó là tạo cái niềm tin cũng như sự gắn bó lâu dài của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn cũng như công ty. Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ là chương trình do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hàng năm. Các hoạt động của tổ chức công đoàn thực hiện trong Tết Sum Vầy mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhờ huy động sự ủng hộ của công đoàn cơ sở, của chủ sử dụng lao động để giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền vui vẻ và đầm ấm. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ còn giới thiệu nhiều tấm gương vượt khó tiêu biểu trong đoàn viên người lao động, giới thiệu những cán bộ, những tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân để công đoàn thực sự là mái ấm của mọi đoàn viên và người lao động. Chính những hoạt động công đoàn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó là nguồn động viên đoàn kết người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với đơn vị, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, quê hương. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thông qua đoạn phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng năm 2023, các cấp công đoàn đã phát huy sức mạnh, vai trò của tổ chức công đoàn, đồng thời có những cách làm hiệu quả, chăm lo đời sống, động viên kịp thời người lao động, thúc đẩy tinh thần sáng tạo năng động trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng kính mời đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ lên có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể anh chị em, đoàn viên, công nhân lao động. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024, hôm nay tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh vui mừng, phấn khởi tham dự chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ năm 2024 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, hưởng ứng chương trình Tết Sum Vầy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, tổ chức triển khai sâu rộng và trở thành hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, huy động sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, chăm lo đời sống cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ năm 2024 được tổ chức trong bối cảnh kinh tế trong nước, trong tỉnh tiếp tục phục hồi, song vẫn còn nhiều khó khăn thách thức tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp. Xác định rõ mục tiêu và với phương châm tất cả đoàn viên, công nhân đều có Tết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động của chương trình Tết Sum Vầy, vận động các tổ chức,
cá nhân, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, ủng hộ nguồn lực để chăm lo đời sống cho người lao động trong tỉnh. Nhiều hoạt động mang tính xã hội đã được triển khai thực hiện như chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, ngày hội công nhân đón chào xuân mới, chợ Tết công đoàn năm 2024. Qua các hoạt động, các cấp công đoàn đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ trên 200 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho trên 306.000 lượt đoàn viên người lao động, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 20 nhà mái ấm công đoàn trị giá 855 triệu đồng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn cho đời sống của công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Về phía đoàn viên công nhân lao động trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp công đoàn và đoàn viên người lao động trong tỉnh. Trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 13 Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Bên cạnh thời cơ vận hội mới, theo dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của người lao động. Tình hình trên đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động, cụ thể hóa thành những việc làm phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, doanh nghiệp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, nhân ái của các dân tộc, tham gia hưởng ứng sâu rộng chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới hơn nữa các hoạt động của chương trình Tết Sum Vầy, huy động cao nhất các nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo cho đời sống của người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua chương trình Tết Sum Vầy, động viên người lao động nỗ lực học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tích cực thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, làm việc với năng suất, chất lượng cao, đóng góp trí tuệ, sức lao động của mình cho sự phát triển của địa phương, cơ quan và doanh nghiệp. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh quan tâm phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các cấp công đoàn tổ chức thành công các hoạt động của chương trình Tết Sum Vầy gắn với thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động để chương trình ngày càng thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng và thực sự có ý nghĩa đối với người lao động trong toàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình công nhân lao động và hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp với chủ doanh nghiệp giải quyết kịp thời những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động để mọi người được vui Tết, đón xuân, phấn khởi bước vào năm mới với khí thế lao động mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để người lao động yên tâm công tác, nâng cao đời sống, cống hiến lâu dài cho sự phát triển của cơ quan doanh nghiệp, nhất là về chính sách tiền lương, việc làm, nhà ở, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người lao động. Tôi đề nghị mỗi đoàn viên công nhân lao động cần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Giáp Tý, Xuân Giáp Thìn, xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em đoàn viên người lao động
mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa toàn thể quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn ra 20 đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023 để trao quà. Và ngay sau đây xin được mời những cá nhân có tên sẽ lên sân khấu để nhận quà của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đến từ công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Sunred Việt Nam, xin được mời các anh chị có tên sau ạ. Mời chị Lê Thị Nhân, mời chị Nguyễn Thị Minh và mời chị Lê Thị Tươi. Xin được mời các chị Vũ Thị Huyền, đoàn viên Lê Tất Lý và chị Nguyễn Thị Sâm đến từ công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aleron Việt Nam. Xin được mời chị Lê Thị Lưu, mời chị Lê Thị Huyền và chị Lê Thị Thanh, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Rose Sport Việt Nam. Và chúng tôi xin mời chị Phạm Thị Thủy, công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam. Mời chị Tống Thị Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Linh. Xin được mời đoàn viên Phạm Văn Thiện và Nguyễn Văn Thiết đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Fruit of the Loom Việt Nam. Xin được mời chị Bùi Thị Loan, chị Mã Thị Đua đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alina Việt Nam. Xin được mời chị Nguyễn Thị Phương đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Dehan Global Thanh Hóa. Mời chị Lê Thị Thắm, công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Huy Linh. Xin được mời chị Lê Thị Nương đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn dụng cụ thể thao Sunrise. Mời chị Hoàng Thị Hồng, công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta. Và xin được chúc mừng chị Cao Thị Lý đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại. Trân trọng kính mời đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Hủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ lên sân khấu để trao quà cho 20 đoàn viên người lao động có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn trong năm 2023. Trân trọng kính mời các đồng chí. Vâng, xin chúc mừng các anh chị đoàn viên công đoàn người lao động đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023 và trân trọng cảm ơn đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.
đã tặng bằng khen và tặng hoa. Và một lần nữa xin được chúc mừng các anh chị đoàn viên người lao động đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn trong năm 2023. Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sống như những đóa hoa qua phần biểu diễn của nữ ca sĩ Hà Phương Anh và Tốp Múa. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Vâng, kính thưa quý vị, sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho đời. Những ca từ vô cùng ý nghĩa trong ca khúc vừa rồi cũng chính là nội dung tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị, về những con người đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, về những tấm gương cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp phát triển và đổi mới của quê hương. Và trước khi đến với điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị của huyện Quan Hóa, ngay sau đây, kính mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn tiếp theo. Ở trường tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, phần đông học sinh là con em đồng bào Thái, Mường, nhà ở xa trường, đường xá cách trở. Trước đây, để đến trường, các cháu ở bản Vui, bản Giá phải đi qua những chuyến đò tròng trành con nước. Dù vất vả, gian khó vậy, nhưng những đứa trẻ ở đây chưa khi nào từ bỏ ước mơ muốn được đến trường. Đó cũng là động lực lớn nhất để thầy giáo Đặng Xuân Viên bắt đầu hành trình tạo dựng cơ sở bán trú cho học trò của mình. Xuất phát từ cái tình yêu thương, tôi thấy là các em nó khó khăn như vậy, vất vả như vậy, và các thầy các cô trong trường là ai cũng mong muốn là phải làm được một cái gì đó cho các em, giúp các em đỡ khó khăn. Cho nên là cái việc tổ chức cho các em nấu cơm cho các em ăn ở trường, các em được ngủ ở trường để tạo điều kiện cho cái buổi chiều cho các em nó tiếp tục đi học. Mà qua cái hoạt động bán trú, cái hoạt động nấu ăn ở trường thì cái việc mà các em đi học thì rất là chuyên cần. Sau khi lên kế hoạch, báo cáo với lãnh đạo huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa, thầy Viên viết thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Đến nay, trường tiểu học Thanh Xuân là đơn vị đầu tiên tổ chức học bán trú cho học sinh điểm lẻ. Hiện tại, 286 học sinh ở 4 điểm trường đều đã được ăn nghỉ bán trú, đến lớp đều đặn hàng ngày. Hơn 30 năm bám bản, bám trường, gắn bó với học sinh nơi thâm sơn cùng cốc, thầy Viên nguyện dành cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người ở huyện vùng cao Quan Hóa. Nhắc đến đồng chí Đặng Xuân Viên thì bản thân tôi cũng như đồng nghiệp đều có chung một cái suy nghĩ, một cảm xúc. Đó là một người thầy luôn tận tâm hết mình với nghề và luôn yêu thương học sinh. Và dù ở bất kỳ cương vị nào thì đồng chí cũng luôn gương mẫu đi đầu, không quản mọi khó khăn và biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp. Những cái việc làm của đồng chí thì đã có một cái sự lan tỏa rất là lớn đến chúng tôi, khiến chúng tôi cần phải học tập, làm theo và cống hiến hết mình. Nhờ sự đóng góp của các thế hệ giáo viên bám bản, bám trường, sự nghiệp giáo dục trên huyện miền núi Quan Hóa luôn phát triển không ngừng. Thầy hiệu trưởng Đặng Xuân Viên cùng tập thể nhà trường đã xây dựng trường tiểu học Thanh Xuân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Với những thành tích xuất sắc, công đoàn trường tiểu học Thanh Xuân là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm học 2021-2022, công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Cuộc đời chị Hà Thị Thoa ở xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa gặp quá nhiều bất hạnh. Chồng chị mất sớm do căn bệnh ung thư máu. Năm 2016, con trai chị phát hiện bị bệnh tan máu bẩm sinh. Từ đó đến nay, định kỳ hàng tháng, chị lại đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để khám, điều trị và truyền máu cho con. Có được căn nhà kiên cố, vững chắc là ước mơ của nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thấu hiểu điều này, Công đoàn Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa, nơi chị Thoa đang công tác, đã đề xuất công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí, giúp gia đình chị xây một căn nhà mới kiên cố để có chỗ ở ổn định. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng người thân, đồng nghiệp và bạn bè của chị Thoa đã giúp đỡ chị làm được căn nhà, tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhiều khi tôi rất tủi thân vì con ốm đau bệnh tật một tháng đi viện một lần. Do hoàn cảnh gia đình cũng neo người, với số lương ít ỏi của tôi làm một nhân viên cũng không đủ để chi trả cho con đi viện. Nhưng với sự quan tâm đóng góp của cơ quan đơn vị Liên đoàn Lao động thì gia đình tôi đã được quan tâm hỗ trợ xây nhà, một ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Chị Hà Thị Thoa là một trong những trường hợp được Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa hỗ trợ làm nhà ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã xét đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà, mái ấm công đoàn cho 71 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết Sum Vầy trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 150 triệu đồng. Tổ chức tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, trao 30 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ở trong những năm qua, Liên đoàn huyện Quan Hóa đã triển khai hiệu quả thiết thực công tác chăm lo đời sống của đoàn viên. Tuy nhiên, hoạt động chăm lo của đoàn viên của tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn như là huyện miền núi, đời sống của nhân dân nói chung cũng như đoàn viên người lao động nói riêng còn nhiều khó khăn. Việc huy động các nguồn lực để chăm lo cho người lao động còn hạn chế, chủ yếu từ sự hỗ trợ của Liên đoàn tỉnh và sự đóng góp của đoàn viên. Bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ đó, công đoàn trở thành điểm tựa giúp đoàn viên từng bước vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, càng thêm tin tưởng, gắn bó và đồng hành xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Chào toàn thể quý vị đã cùng quay trở lại với điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị huyện Quan Hóa. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngồi cạnh Lê Dung lúc này đó chính là thầy giáo Đặng Xuân Viên, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, là nhân vật vừa xuất hiện trong clip vừa rồi. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Kính thưa thầy giáo Đặng Xuân Viên, với 30 năm xa nhà, bám trường, bám lớp, bám bàn để có thể mang cái chữ đến cho các em học sinh vùng cao, thì thầy đã nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình cũng như là sự quan tâm từ phía các cấp chính quyền địa phương như thế nào? Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa quý khán giả xem truyền hình, bản thân đã xa nhà cách đây hơn 30 năm, gắn bó với vùng cao, việc khó khăn của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hơn bao giờ hết, bản thân luôn không ngừng phấn đấu, nỗ lực bản thân mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được cái sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, bà con nhân dân, của phòng giáo dục, của các tổ chức công đoàn. Thân đã cùng với nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong cái điều kiện là huyện Quan Hóa là một cái huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trường tiểu học Thanh Xuân cũng đóng trên địa bàn xã, nằm trong cái xã đặc biệt khó khăn. Khó khăn như vậy, vất vả như vậy, thiếu thốn như vậy, nhưng đơn vị trường tiểu học Thanh Xuân cũng đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng và tổ chức cái hoạt động thư viện xanh tại các điểm trường lẻ. Trước đây thì chỉ ở điểm chính, nhưng bây giờ đã học sinh ở các điểm lẻ đã được tham gia cái hoạt động thư viện. Và cái thứ ba là tổ chức được cái bữa cơm cho học sinh ăn buổi trưa tại trường, ta gọi nôm na là hoạt động bán trú. Để có được cái kết quả như ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn cái sự quan tâm sát sao của các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành, cùng với cái sự nỗ lực của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua đó cũng có sự ủng hộ, giúp đỡ của cái quỹ nuôi em Thanh Hóa, của các tổ chức thiện nguyện, các gia đình, cá nhân, bạn bè hảo tâm đã chia sẻ, góp gạo để các em ở các điểm trường lẻ khó khăn được ăn bữa cơm trưa tại trường. Vâng, như vậy là mặc dù trong cái điều kiện hết sức là khó khăn, nhưng mà thầy và trò của nhà trường cũng đã vượt qua và đã có rất là nhiều những cái kết quả nổi bật, đúng không ạ? Thế thì trong cái quãng thời gian mà 30 năm xa nhà và công tác trên vùng cao Quan Hóa, thì không biết là có cái điều gì mà làm cho thầy cảm thấy băn khoăn hay là nuối tiếc nhất không ạ? Vâng,
cái nỗi băn khoăn trong lòng, cái nuối tiếc là rất là lớn trong lòng tôi. Đó là cái lời hứa với người mẹ đã quá cố của tôi. Cách đây hơn 30 năm, khi nhận nhiệm vụ lên công tác quan hóa, nhớ hình ảnh bà đang ngồi xe lăn, tôi nói với bà rằng là 5 năm nữa thì con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì con sẽ chuyển về, con sẽ được gần mẹ và chăm sóc mẹ, giúp gia đình tốt hơn. Thế những cái lời hứa đó bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi vẫn băn khoăn trong lòng, giá như tôi được gần mẹ thì để đỡ đần, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ được tốt hơn. Và những cái việc làm của tôi cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trước đây, bây giờ và trong tương lai, tôi tin là mọi thành viên trong gia đình của tôi và mẹ của tôi ở nơi Suối Vàng chắc là cũng ủng hộ rất là cao và cũng ủng hộ cái quyết định và cái sự lựa chọn tôi làm nghề dạy học để cống hiến thật nhiều, để yêu thương, dạy và giáo dục học sinh bằng cả trái tim. Vâng, như vậy là qua những chia sẻ của thầy giáo Đặng Xuân Viên thì chúng ta có thể cảm nhận được một người thầy giáo rất là tâm huyết với các em học sinh vùng cao Quan Hóa. Và mặc dù là lời hứa đối với gia đình, với mẹ chưa thực hiện được, thế nhưng có một điều tâm huyết hơn, đó là thầy giáo đã mang được, đã xây dựng nên một điểm trường bán trú dành cho các em học sinh, đúng không ạ? Và Lê Dung tin một điều rằng người thân của thầy và đặc biệt là mẹ của thầy sẽ cảm thấy vô cùng tự hào với những gì mà thầy đã làm được cho các em học sinh vùng cao. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, tại huyện vùng cao Quan Hóa thì các tổ chức công đoàn, chính quyền địa phương cùng với các tầng lớp nhân dân đã chung sức, chung lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ngay bây giờ thì xin được trân trọng giới thiệu một vị khách mời sẽ cùng tiếp tục tham gia giao lưu trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa. Thưa đồng chí có thể cho biết là trong thời gian qua thì các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo như thế nào để quan tâm chăm lo cho đời sống của đoàn viên người lao động khó khăn trên địa bàn huyện? Huyện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Quan Hóa đã tập trung chỉ đạo việc chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thứ nhất là chúng tôi tập trung chỉ đạo rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, công nhân bị mất việc làm để có các chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Thứ hai là chúng tôi tổ chức chu đáo cái việc thăm, tặng quà, chúc Tết, động viên kịp thời các cái đối tượng chính sách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh chồng chéo, trùng lắp để đảm bảo ai cũng có quà Tết và được nhận quà trước Tết, cũng như là không có ai không có Tết. Thứ ba là chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo cái việc thực hiện chế độ chính sách đối với người, cho người lao động đúng quy định pháp luật, như là chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp, rồi chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết. Và thứ tư là chúng tôi thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động để có các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động vui xuân, đón Tết an toàn, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, như là trở lại làm việc sau Tết đúng thời gian quy định. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Dũng. Thưa quý vị, như vậy là với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương thì đã có rất là nhiều những chính sách cũng như những phần quà gửi đến cho các công nhân lao động khó khăn của huyện Quan Hóa để đón Tết 2024 ấm no và hạnh phúc hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với điểm cầu thị xã Bỉm Sơn với MC Thanh Tâm.
Xin được cảm ơn MC Lê Dung tại điểm cầu Quan Hóa với những câu chuyện rất hay, rất xúc động. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây, tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, một không khí rất tuyệt vời. Chúng tôi cùng các vị đại biểu và 300 công nhân viên chức người lao động xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị đại biểu và quý vị khán giả đang tham dự và theo dõi chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng gặp gỡ, cùng giao lưu và lắng nghe những chia sẻ đến từ các vị khách mời, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Là đoàn viên tiêu biểu của Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Inco Việt Nam tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, anh Bùi Văn Huy, tổ trưởng tổ Thanh Khung là tấm gương sáng trong lao động sản xuất với nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh đã được áp dụng vào thực tiễn và làm lợi hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp. Cái sản phẩm của bên tôi chủ yếu là sản xuất phao chỉ, thanh dán tường và khung tranh khung ảnh. Vào cái thời điểm ban đầu khi mà máy móc đưa về thì là gần như là dùng bằng cái sức con người. Thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi có cải tiến đưa vào những cái phần mềm tự động hóa để cải thiện về năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Thì nhờ đấy mà cái tăng cái sản lượng công việc và giảm thiểu sức lao động con người đi. Chính Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Inco Việt Nam đã thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để anh Huy phát huy năng lực, thực hiện những đề xuất ý tưởng của mình và lan tỏa những sáng kiến đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng. Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của người, của đoàn viên, người lao động là mục tiêu hàng đầu, là giá trị cốt lõi của không chỉ công đoàn mà của cả công ty. Thì chính vì lẽ đó thì chúng tôi khuyến khích đoàn viên, người lao động liên tục cải tiến, đóng góp sức lực, trí tuệ cho công ty. Mỗi khi đoàn viên, người lao động có những cái đóng góp, chúng tôi luôn luôn là đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ người lao động hoàn thiện công việc. Chị Bùi Thị Lý là công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Đông Hải, thị xã Bỉm Sơn. Chồng chị là nạn nhân chất độc màu da cam, khuyết tật, câm, điếc. Chị lại thường xuyên bị ốm đau, hết sức vất vả trong việc lo chi phí chữa trị bệnh tật, chăm sóc cho bố mẹ và các con. Ngôi nhà mà gia đình chị Lý đang ở vừa chật hẹp, vừa bị xuống cấp. Biết được hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của chị Lý, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Đông Hải đã đề xuất công đoàn cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí giúp gia đình chị xây một căn nhà mới kiên cố để có chỗ ở ổn định. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ chị Lý 45 triệu đồng từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn. Dự kiến sau Tết, gia đình chị Lý sẽ khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước. Cảm ơn tổ chức công đoàn, liên đoàn thị xã đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi một số tiền để chúng tôi xây nhà. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn có 96 công đoàn cơ sở trực thuộc với 9.860 đoàn viên công đoàn. Trong đó, khối doanh nghiệp có 48 đơn vị với 7.500 đoàn viên, chiếm 98% tổng số đoàn viên công đoàn toàn thị xã. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Một số đơn vị và doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, tạm hoãn hợp đồng lao động, thu nhập người lao động sụt giảm. Để kịp thời giúp đỡ đoàn viên công đoàn, trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy năm nay, các cấp công đoàn thị xã Bỉm Sơn đã trao 1.900 suất quà. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ công nhân viên chức người lao động trong toàn thị xã. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn cũng đã sớm ban hành kế hoạch và chỉ đạo các công đoàn cơ sở để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Đặc biệt trong năm nay, chúng tôi quan tâm và chú trọng hơn đến các doanh nghiệp mà đang gặp khó khăn trong cái việc nợ lương và chậm lương đối với người lao động. Và bên cạnh đó, chú trọng đến công tác thưởng Tết và chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Qua 10 năm thực hiện chương trình Tết Sum Vầy, các cấp công đoàn thị xã Bỉm Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả nâng cao phúc lợi, triển khai chương trình Tết Sum Vầy của cả hệ thống công đoàn Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, một đoạn clip ngắn thôi nhưng cũng đủ để chúng ta nhận thấy một điều rằng là bên cạnh huyện Quan Hóa và nhiều địa phương khác, tại thị xã Bỉm Sơn, phong trào thi đua lao động sáng tạo và công tác chăm lo cho đời sống của người lao động luôn được các cấp công đoàn chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đầu tiên. Xin được trân trọng giới thiệu người kế bên Thanh Tâm lúc này đây, ông Trình Đại Vĩ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Interco thị xã Bỉm Sơn. Ni hào. Xin chào ông Trình Đại Vĩ. Ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua, công ty đã có những việc làm cụ thể nào để khích lệ, động viên người lao động có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đóng góp cho công ty như trường hợp của anh Bùi Văn Huy ạ? Trần xin lý chỉ phân xảy ý giải, ý chí ý lại, vì là bộ biểu lý, chế xe yán công, vì công sư chỗ chú chi chỉ được công xin, ý chí yếu. 更多的改善创新，为公司已经采取了哪些措施？首先非常荣幸我们企业能在那个清华电视台被报道。然后在英科，我们深知员工创新和技术改进是企业发展非常重要的一项。为了营造这个积极的一个创新环境，我们通过一系列的措施，比如说是。改善奖励机制、培训和发展计划，以及定期的创新会议，还有就是职业发展的一些路径，来制定这些措施，来确保我们的员工在充满活力和创业精神的企业文化中成长，然后共同推进英科的产品和服务一直向前发展，确保在市场上的一个竞争，希望通过我们的持续努力，为英科的持续发展努力。谢谢。Đầu tiên, công ty Indigo rất vui và vinh dự khi có thể trở thành một điểm cầu phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình Thanh Hóa. Tại Indigo, công ty luôn xem trọng cái sự cải tiến của công nhân viên đối với sự phát triển của công ty để có thể xây dựng một cái môi trường làm việc mà tràn đầy sự cải tiến thì khuyến khích công nhân viên có nhiều cải tiến sáng tạo trong quá trình làm việc. Công ty Interco luôn đảm bảo mỗi một công nhân luôn có thể phát triển trong một môi trường làm việc mà đầy tính sáng tạo bằng cách xây dựng và áp dụng các cái chế độ như là chế độ khen thưởng đối với những trường hợp công nhân viên có những cái cải tiến sáng tạo trong công việc, tổ chức các cuộc họp, các buổi đào tạo, lập lên kế hoạch phát triển, có những cái đào tạo và đồng thời cũng không ngừng nâng cao cái chất lượng sản phẩm và cái chất lượng dịch vụ của công ty, cùng Indigo nâng cao cái vị thế và cái ưu thế trên thị trường. Và Indigo cũng tin rằng dưới cái sự nỗ lực và không ngừng sáng tạo cải thiện của công ty và toàn thể công nhân viên thì công ty Indigo có thể cung cấp cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến với khách hàng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đó là những việc làm cụ thể, những chính sách rất cần thiết để chăm lo khích lệ đời sống của người lao động có những sáng kiến để cải tiến kỹ thuật. Và thưa quý vị, cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước sang năm mới Giáp Thìn năm 2024. Vậy ông Trình Đại Vĩ có thể gửi một lời chúc tới quý vị đại biểu cũng như là quý vị khán giả đang tham dự và theo dõi chương trình trên cầu truyền hình trực tiếp. Trần xin lỗi, chỉ nhìn dùng lý truy nguyên án ủy lái trình cho 各位代表、各位伙伴，以及各位观众朋友们，新年快乐！祝穆罗梅。
Vâng ạ, thưa quý vị, chúc mừng năm mới. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Trình Đại Vĩ. Và thưa quý vị, không chỉ đoàn viên công đoàn có thành tích lao động tiêu biểu xuất sắc, mà kể cả là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng luôn được chính quyền địa phương tại thị xã Bỉm Sơn và các cấp công đoàn chú trọng quan tâm tới đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần. Cụ thể như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời tiếp theo. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn. Xin chào đồng chí Mai Thế Trị ạ. Vâng ạ, đồng chí có thể cho biết là trong thời gian vừa qua thì cụ thể là chính quyền địa phương đã có sự kết hợp như thế nào với các cấp công đoàn để có thể đạt được những kết quả đáng trân trọng trong việc nâng cao chế độ phúc lợi cũng như là chăm lo đời sống cho người lao động? Công tác an sinh xã hội cũng như là phúc lợi xã hội thì luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của thị xã Bỉm Sơn luôn luôn tổ chức thực hiện tốt. Bởi nếu làm tốt điều này thì nó là nền tảng cho cái sự phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh. Thị xã Bỉm Sơn là thị xã công nghiệp với cái tỷ trọng kinh tế chiếm 80%. Cho nên lực lượng công nhân, viên chức, người lao động làm việc trên địa bàn là rất lớn. Thị xã xác định được cái sự quan trọng về công tác này, cho nên đã chủ động phối hợp với các đoàn thể và đặc biệt là với Liên đoàn Lao động thị xã để tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên cùng với Liên đoàn là nắm chắc thông tin doanh nghiệp, nắm chắc xem là doanh nghiệp đang sản xuất thế nào, tiêu thụ thị trường thế nào, chất lượng và sức lao động của công nhân thế nào, những cái khó khăn của doanh nghiệp và đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ công nhân viên chức lao động của thị xã có những khó khăn, có những thuận lợi để rồi là tìm ra cùng với chủ doanh nghiệp là tìm ra các cái giải pháp để khắc phục. Và đặc biệt là thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống của công nhân viên chức người lao động, quan tâm đến tiền lương, quan tâm đến giờ làm, quan tâm đến cái việc mà chấp hành kịp thời các quy định của pháp luật cho người lao động như là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các cái biểu điều kiện về phúc lợi xã hội khác. Trong cái đợt mà chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn thì thị xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, các phường xã là kịp thời rà soát, thống kê các trường hợp mà hiện đang khó khăn hoặc có khó khăn đột xuất thì phải có giải pháp, phải có kế hoạch để hỗ trợ. Với cái tinh thần là không để ai không có Tết và cũng không để ai bỏ lại phía sau. Với thị xã Bỉm Sơn thì cũng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động để rà soát công nhân viên chức người lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc và kịp thời hỗ trợ cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết. Trong thời gian qua thì Liên đoàn Lao động rồi các tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức nhiều cái hoạt động rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Và như chúng ta đã biết là đã dành ra tới 1.900 xuất quà với cái trị giá khoảng gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động. Những cái món quà mà trao ở thời điểm nào cũng rất là quý giá, nhưng mà trao ở thời điểm chuẩn bị đón xuân thì rất là quý hơn. Những món quà này sẽ giúp cho các hộ gia đình có những cái Tết đầy đủ hơn, sum vầy hơn. Và với cái tinh thần như vậy thì sang năm mới các hộ gia đình sẽ đoàn kết và sẽ lao động với cái tinh thần quyết tâm hơn, năng suất tốt hơn, chất lượng tốt hơn để cùng với doanh nghiệp đồng hành khắc phục những cái khó khăn trước mắt để hướng tới một cái tương lai lâu dài. Xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Mai Thế Trị. Và thưa quý vị, chính sự phối hợp chặt chẽ của các cấp
công đoàn cấp cơ sở cũng như là cấp trên, nên việc hỗ trợ chăm lo đời sống cho người lao động luôn được thực hiện nhanh chóng và đúng đối tượng. Và một lần nữa xin cảm ơn sự chia sẻ, những câu chuyện của hai vị khách mời đã cùng tham gia với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại điểm cầu chính với MC Thùy Dung và MC Quang Chiến. Vâng, kính thưa quý vị, với chủ đề Tết sum vầy, xuân chia sẻ và phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp và cơ sở và công đoàn cơ sở chăm lo cho tất cả đoàn viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán 2024. Và kính thưa quý vị, để tìm hiểu thêm về các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động của các cấp công đoàn, kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây. Cùng với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần vật chất của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn các cấp đã tập trung hướng về cơ sở, huy động nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho người lao động. Hơn 300.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được chăm lo trong dịp Tết cổ truyền với tổng số tiền lên gần 300 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 150 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động công đoàn Thanh Hóa thăm hỏi, hỗ trợ gần 1.300 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Các cấp công đoàn cũng đã kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 32 nhà máy ấm công đoàn với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và chúc Tết, động viên những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tổ chức công đoàn, từ đó xây dựng tinh thần gắn kết, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa công đoàn với cơ sở. Hòa chung không khí rộn ràng đón Tết, chia sẻ cùng những khó khăn của công nhân lao động, các hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn tiếp tục được đa dạng về hình thức, phương thức, như Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ đón và trao quà cho 500 công nhân lao động xa quê trở về dịp Tết với tổng số tiền 150 triệu đồng. Chương trình chợ Tết công đoàn năm 2024 tổ chức tại khu công nghiệp Hoàng Long cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá thành ưu đãi. Người lao động có thể tham quan, mua sắm trực tiếp tại gần 50 gian hàng hoặc mua trực tuyến qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Những đoàn viên công đoàn xuất sắc được cấp 4.000 thẻ mua hàng miễn phí với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình Tết sum vầy xuân chia sẻ năm nay được các cấp công đoàn đồng loạt tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện tại từng đơn vị, địa phương. Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là trước hết là đối với tiền lương, rồi tiền thưởng, đối với khu vực doanh nghiệp thì cũng cần phải tiếp tục là có kiến nghị với cấp trên để mà có nhiều cái nguồn lực hơn để đảm bảo cái đời sống của thu nhập của người lao động, đặc biệt là cái tăng cái lương tối thiểu vùng cho công nhân viên chức lao động. Bên cạnh đó thì đối với công đoàn thì chúng tôi xác định là tới đây cũng sẽ xây dựng cái trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đối với công nhân lao động, trợ giúp về mặt pháp luật để người lao động có điều kiện để mà đảm bảo cái quyền lợi của mình tốt hơn, phối hợp với các ban ngành của tỉnh để xúc tiến cái việc mà xây dựng các cái khu nhà ở xã hội, trực tiếp là hỗ trợ cho công nhân lao động về nhà ở. Mà cái này là cái nhiệm vụ cũng là rất quan trọng và cũng thiết thực đối với cái hoạt động chăm lo đối với người lao động hiện nay. Bên cạnh đó thì nâng cao hiệu quả phối hợp các cấp ngành để có nhiều cái nguồn lực hơn nữa trong việc là chăm lo cho công nhân lao động với một cái với đối tượng lao động chúng ta là hơn 300.000 lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ mà chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Có thể thấy, công tác hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động vào mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành hoạt động mang bản sắc, đặc trưng của tổ chức công đoàn. Từ đó, tăng thêm niềm tin của đoàn viên, người lao động vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và sự đại diện chăm lo bảo vệ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, động viên tinh thần lao động sáng tạo vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước.
Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là các cấp công đoàn đã nỗ lực để mang lại một cái Tết ấm áp, sum vầy và chia sẻ yêu thương đến với đoàn viên công đoàn, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Và trong chương trình ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn 20 công nhân người lao động đại diện cho rất nhiều những công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà Tết. Và xin được mời những công nhân sau đây sẽ cùng lên sân khấu. Vâng, xin được mời đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aderon Việt Nam. Xin được mời chị Lê Thị Huệ, xin mời chị Phùng Thị Luận, xin được mời chị Lê Thị Lý, xin được mời chị Phùng Thị Phượng và xin được mời chị Lê Thị Thủy. Đó là những công nhân đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aderon Việt Nam. Vâng, đến từ công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt, chúng tôi xin được mời chị Cao Thị Vân, chị Lê Thị Ái, chị Phạm Thị Huệ, chị Nguyễn Thị Lợi, chị Nguyễn Thị Gái Huệ. Đến từ công ty may Phú Anh, xin được mời anh Lê Văn Minh, chị Phan Thị Nga, chị Lê Thị Hải, chị Đinh Thị Thiện và chị Hoàng Thị Uyên. Đến từ công đoàn công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị, chúng tôi xin được mời chị Vũ Thị Thủy, anh Nguyễn Văn Thường, chị Lê Thị Hương, chị Trịnh Thị Hương và anh Nguyễn Văn Dũng. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quang Hải, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ cùng lên sân khấu để trao quà cho 20 công nhân, người lao động khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt và suất quà trị giá 300.000 đồng. Trân trọng kính mời đồng chí. Vâng, kính thưa quý vị, ngay lúc này tại hai điểm cầu ở trung tâm hội nghị huyện Quan Hóa và thị xã Bỉm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đang trao quà cho đại diện công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng với sự quan tâm chia sẻ từ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ góp phần mang đến niềm vui, động lực cho anh chị em công nhân người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Xin được chúc mừng các công nhân lao động đã nhận được phần quà rất ý nghĩa của Liên đoàn Lao động tỉnh trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Quang Hải, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà cho các công nhân người lao động. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ trao kinh phí hỗ trợ làm nhà mái ấm cho 20 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 855 triệu đồng. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ lên sân khấu để trao kinh phí hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho các gia đình đoàn viên người lao động. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Vâng, xin được mời chị Lê Thị Hồng, Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh sẽ lên nhận số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng. Vâng, xin được mời chị Lê Thị Lan đến từ Liên đoàn Lao động huyện Như Thanh với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng. Xin được mời chị Hoàng Thị Hải, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời chị Vũ Thị Huyền đến từ Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn sẽ nhận số tiền hỗ trợ là 45 triệu đồng. Tiếp theo xin mời chị Lê Thị Thi, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn nhận số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng.
Xin được mời chị Lê Thị Thanh đến từ Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn sẽ nhận số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng. Và xin được mời chị Lê Thị Dinh đến từ Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn nhận số tiền hỗ trợ là 40 triệu đồng. Xin được mời chị Mai Thị Hữu đến từ Liên đoàn Lao động huyện Quảng Xương sẽ nhận số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Xin được mời chị Ngô Thị Quyết đến từ Liên đoàn Lao động huyện Quảng Xương nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời chị Lê Thị Dung đến từ Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa sẽ nhận số tiền hỗ trợ 45 triệu đồng. Xin được mời chị Lương Thị Thùy đến từ Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời lên sân khấu chị Hoàng Thị Lộ đến từ Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa sẽ nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời chị Nguyễn Thị Hương đến từ Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống nhận số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Xin được mời chị Nguyễn Thị Hà đến từ Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống nhận số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Xin được mời chị Nguyễn Thị Hồng đến từ Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời chị Bùi Thị Yến đến từ Liên đoàn Lao động huyện Nông Cống nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng. Xin được mời anh Lê Văn Sơn đến từ Công đoàn ngành nông nghiệp nhận số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng. Xin được mời chị Lê Thị Bình đến từ Liên đoàn Lao động thành phố Thanh Hóa sẽ nhận số tiền hỗ trợ 35 triệu đồng. Và xin được mời chị Nguyễn Thị Phương đến từ Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh nhận số tiền hỗ trợ là 40 triệu đồng. Và một lần nữa xin được chúc mừng các anh chị em công nhân đã nhận được kinh phí hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn trong chương trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã vừa trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các anh chị. Xin được mời các anh chị chúng ta sẽ cùng trở về vị trí của mình ạ. Kính thưa quý vị, với phương châm ở đâu có công nhân lao động khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động nhân văn và thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn. Sự chung tay của toàn xã hội, của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ mang đến một mùa xuân vui hơn cho những hoàn cảnh khó khăn, nhóm lên ngọn lửa ấm áp cho nhiều gia đình khi Tết đến xuân về. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục Chào Năm Mới Sang với phần thể hiện của ca sĩ My Lam và Vũ Đoàn. Trân trọng kính mời. Mùa xuân mùa nhanh cây lá đâm chồi, mùa xuân mang tình yêu nét tươi mới, nụ hoa rạng ngời xuân trước nhà, bầy trẻ thơ nói cười, mai đầu khoe sắc tươi, dù mưa nhẹ từng hạt đến giao thừa, một năm nhiều tài lộc đang chờ đón, người thân từ dặm xa trở về, ngồi lại bên gia đình đón một năm mới xa. Một ngày đầu năm mới nhiều may mắn với giấc mơ rỡ vàng, lòng đường rộn ràng tưng bừng đón Tết với giấc xuân vừa sang. Khắp nơi nơi tiếng cười, rồi dưa mắt bánh trưng, bầu trời thêm sáng bừng, anh đèn rực pháo hoa, nụ cười trẻ thơ vui mừng chào đón lấy những bao lì xì, bồi hồi nụ hôn của từng đôi lứa để cho nhau mùa xuân ngập tràn niềm hạnh phúc,
Mùa xuân, mùa nhành cây lá đâm chồi. Mùa xuân mang tình yêu nét tươi mới. Nụ hoa rạng ngời xuống trước nhà, bầy trẻ thơ nói cười, mai đầu quay sắc tươi. Dù mưa nghe từng hạt đêm sao thừa, một năm nhiều tài lộc đang chờ đón. Người thân từ dòng xa trở về, ngồi lại bên gia đình, đón một năm mới xa. Một ngày đầu năm mắc nhiều may mắn với sắc mai sắc vàng, lòng đường rộn rã tăng bừng đón Tết với sắc xuân vừa sáng. Khắp nơi tiếng nói cười, rồi dưa mất bánh trưng, bầu trời thêm sáng vầng, ánh đèn dập pháo hoa, nụ cười trẻ thơ vui mừng chào đón. Đừng tiến lên công danh, trời non xanh được một màu xanh, xanh được một màu xanh. Một ngày đầu năm mới nhiều may mắn với sắc mai rực vàng, lòng đường rộn ràng tưng bừng đón Tết với Tết xuân vừa sáng. Khắp nơi nơi tiếng cười, rồi dưa mất bánh trưng, bầu trời thêm sáng bừng, ánh đèn rực pháo hoa, nụ cười trẻ thơ vui mừng chào đón. Vâng, kính thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024 xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể công nhân lao động trong toàn tỉnh thật nhiều sức khỏe và thành công. Chúc toàn thể quý vị khán giả sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.